Somlong Media xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cũng như sử dụng các tính năng của sản phẩm Remark True Wireless 10. Đây là sản phẩm mới về tại Somlong Media, đang có một mức giá cực kỳ ưu đãi. Ngoài ra sản phẩm này được trang bị Bluetooth 5.0 cho thời gian sử dụng trên tai là 3 tiếng đi cùng với dock sạc, tăng tổng thời gian sử dụng lên đến 9 tiếng. Đầu tiên, để kết nối tai nghe, các bạn hãy bật Bluetooth trên điện thoại. Sau đó các bạn hãy lấy tai nghe ra khỏi tai. Lúc này tai nghe ở trong chế độ pairing. Từ màn hình điện thoại, các bạn hãy lựa chọn sản phẩm TWS10. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng của sản phẩm này. Để dừng hoặc phát một bài nhạc, các bạn chỉ cần nhấn và giữ một lần vào phím lõm ở tai trái hoặc phải đều được. Các bạn hãy nhấn cho đến khi nghe thấy một tiếng beep và thả nhả tay ra. Để lùi bài, các bạn chạm 2 lần. Và để next bài, các bạn chạm 3 lần. Để reset chiếc tai nghe, các bạn chỉ cần bỏ hai tai vào dock. Sau đó, các bạn hãy ấn và giữ phím tròn đằng sau dock cho đến khi đèn ở đây sáng, màu trắng và nhấp nháy là được. Các bạn có thể ấn và giữ trong vòng khoảng 10 giây. Để nhận cuộc gọi, các bạn chỉ cần chạm 2 lần tai trái hoặc phải. Và để kết thúc cuộc gọi, các bạn chỉ cần chạm 2 lần. Trên đây là clip hướng dẫn cách kết nối cũng như sử dụng tính năng của sản phẩm TWS10. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe kênh YouTube của Somlong Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.